Tham gia triển lãm gồm 9 họa sĩ: Dương Tuấn, Bùi Văn Tuất, Chu Việt Cường, Minh Đông, Cấn Mạnh Tưởng, Đạt Phú, Tuấn Đạt, Nguyễn Thế Long, Nguyễn Minh Phố thuộc nhóm 33A. 50 tác phẩm được triển lãm giới thiệu về làng Cựu Vân Từ Phú Xuyên Hà Nội, ngôi làng cổ có tuổi đời hơn 500 năm với những biệt thự kết hợp hài hòa kiến trúc Việt cổ và kiến trúc Pháp. Các tác phẩm không chỉ thể hiện vẻ đẹp của các biệt thự cổ mà còn về phong cảnh làng quê, sinh hoạt thường ngày của người dân làng. Để thực hiện dự án này, Nhóm đã dành thời gian điền dã, ăn ở và sinh hoạt cùng người dân làng cựu để tìm hiểu và sáng tác những tác phẩm về miền quê này. Mong muốn của nhóm khi thực hiện triển lãm bóng di sản là đánh thức tình yêu và sự quan tâm bảo tồn của mọi người với những di sản văn hóa đang dần mai một. Đây là điểm đến đầu tiên trong dự án đánh thức di sản của các nghệ sĩ nhằm lưu lại các di sản vật thể và phi vật thể khắp mọi miền đất nước bằng ngôn ngữ mỹ thuật đương đại. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 26 tháng 5.